trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Chào nha bạn. Mở hả? Mở đi. Buộc ha. Cái gì vậy trời? Hiếu hả? Ủa Hiếu mà. Ảnh mà. Hiếu chọn một cái Huy rồi. Không nói được gì luôn. Tao đỡ không thầy. Ê thầy ơi đèn tắt. Tao có trợ lý. À là thầy thang đó ha. Thầy chuẩn bị lắc lắc cho thầy thang á ha. Mời mấy cao bà để thầy tĩnh tâm ạ. À thầy ơi, này vũ trường với thầy. Chôn thầy luôn đi. Xin la một ba là một ba. Rồi thôi anh em đứng trước thầy đi. À mời thầy đi ra đây chúng tôi làm việc. Chúng tôi đã theo dõi thầy mấy ngày nay rồi. Chữ ký gì mà dính quá vậy? Dính mà thẳng tưng cuộc đời suôn sẻ quá không có lên xuống mà không bị gặp gờ. Chữ ký này nè, một chữ thập, hai chữ thập, ba chữ thập, bốn chữ thập. Chữ gì? Bốn đường đất nét. Bốn đất nét nữa là bốn kiếp nạn trong năm 2024 nè. Trời ơi, bốn bốn là theo tiếng ấy đó, tiếng quá là thử à. Thừa à. Trời ơi. Dạ cho con hỏi là ở bên đây coi gì ạ? Từ ta nói. Ủa cái gì vậy? Đây là năng lượng. Hả? Trên bàn ta có sẵn 8 lá bài. 8 lá. Đây mà địa điểm, đây sẽ là địa điểm mà ngươi sẽ được đi qua trong 2 ngày 1 đêm mùa qua 3 sắp tới. Cũng dấp, cũng dấp. Bà ơi bệnh tim ở nhà đi, sao môi tiếp tay. Mà đi làm cái gì? Một sườn. Ấy cái gì vậy trời? Mộng sượt. Giờ con mở thôi bà. Chọn đi. Con chọn đi. Mở nha bà. Mở đi. Tay. Chú vội con ở bà nữa. Sao mà ngươi đi đến địa điểm giống hai tên kia quá vậy? Tên kia là ai vậy bà? Hai tên hồi nãy tới á. Dạ. Bởi vì chúng con là những anh em với nhau. Chúng con là những anh em với nhau. Ta đâu có biết chuyện đó. Trời ơi. Với con voi như thế này thì con nghĩ tập 1 mình sẽ quay ở sở thú đúng không bà? Hả? Hay là đi, hay là Tây Nguyên, hay là khách mời là voi Bản Đôn. Ủa gì vậy? Chị đưa con đáng ở đâu đúng không? Tên kia đoán có song sắt đó, ngươi có thấy song sắt không? Hả? Đây có hàng rào nè, song sắt. Ai đoán song sắt nè, Hiếu hả? Tên số 1. Sao như vậy? Sao như vậy? Sao như vậy? Tây Nguyên, Bản Đôn, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Buôn Ma Thuột. Thời gian sẽ trả lời cho người biết. Đây là 5 người sẽ có duyên và ảnh hưởng đến sự thể hiện của ngươi trong mùa 3. Bây giờ ai cũng được, đừng là bà là được. Năm người. Một trong năm người chọn một trong năm người. Mà anh mong là ai vậy? Hả? Đợt này hả? Dạ. Đợt này anh mong bắt đầu chữ W. Vui không vui, vui không vui, vui chọn nhỏ vui. Chọn nha bạn. Mở hả? Mở đi, mở đi. Buộc ha. Cái gì vậy trời? Hiếu hả? Ủa Hiếu mà. Ảnh mà. Hiếu chọn con kiến Huy rồi. Vậy giờ sao? Thời gian sẽ trả lời tất cả. Thời gian? Dạ là chọn anh Hiếu à. Vậy sao nữa bà? Giữ đi. Tích duyên của người đó. Trời ơi. Ý trời. Đâu? Gọi bài cho ta. Hy vọng là tập 1 sẽ ngủ chung được với anh.
Ngươi chưa chán à? Chưa sao chán được. Ngươi chọn đây. Đây là số phận của ngươi trong mùa 3 đó. Ngươi chọn được 3 lá. 1 2 and 3. Mở chưa ba? Mở đi. Gì? Đặng nhiêu. Tắm màn. Chết rồi, không có toilet gì. Ngồi trong toilet gào thét tên em. Mùa này có khả năng bị bón. Không phải mùa này đâu, tất cả các mùa đi đều bị hết. Ăn mì gói không mà. Lên. Ngồi mình cô đơn khóc. Ủa gì vậy? Bỏ lại hả? Thế ghê vậy, tự nhiên bỏ lại thế ghê vậy. Bỏ lại thì gặp ta. Má. Đi. Màu quá. May mắn. Dạ khối. Trời ơi, có khối rồi. Ý trời ơi, thấy hiu khối là hay tôi về. Cái bà lá bài này, nhận thấy số phận của mình trong mùa 3 thế nào ạ? Thảm thương. Đầu tiên mở cái này ra thì hiếu thứ hai là một cái cảm giác đó là hưng phấn vui vẻ, nhưng mà không hiểu sao lại vào toilet. Không biết là sau khi gặp hiếu thứ hai bị cái gì mà vào toilet và bị bón. Sau khi mà bị bón xong và nhớ lại những ký ức mà hiếu thứ hai đã làm hôm qua, ngồi ôm mặt một mình và khóc. Và sau khi khóc tức tưởi xong thì nghĩ quẩn và đi. Đi đâu? Thì đó, cái khối bùi mịt anh ơi. Thấy rồi là thấy hiu khối là hay em gì à? Là lên về trên nè. Trái cây là đủ hết rồi đó. Đúng rồi. Đúng ngày nha. Đúng ngày rồi. Giá tiền quẻ là nhiêu thầy ơi? Tiền quẻ chứ. Lát đi kiếm giả. Đoán tiếp. Có nắng vàng, có cây dừa là ở miền Tây thầy ơi. Con nghĩ là có dừa mà có dòng sông này thì chắc là Bến Tre. Đúng rồi, Bến Tre. Mà chỗ có vẻ mát mẻ hơn mấy tỉnh kia. Không biết thổi cứng ngừ. Tiếp theo ạ. Ủa. À, thì ra là em được trợ miếng. Khi cảm thấy miếng bị ví, làm vô liền. Người sẽ chọn một trong năm người sẽ ảnh hưởng đến sự tệ nhất của người trong mùa 3. Thể hiện. Thể hiện được thể hiện gì đâu. Sao không thể hiện gì được. Mùa này có người chọn thôi rồi đó. Có người chọn con rồi, có thể cho con biết cái nhân dạng người đó không thầy? Khó quá ta. Trời ơi, nghiệp duyên. Hai. Đúng là nghiệp duyên. Cô thích phản. Ủa thầy ơi, nói chung đội bóng với con mà sao nó nghiệp duyên với con thầy? Cốt nữ. Con thấy cốt nữ thầy mà nó xuất hiện mà tụi tao là nhạc cảnh tượng. Không có. Cũng như anh thì sẽ hiểu. Là con sẽ vô được trong cái dòng mà gọi là giống như lắm. Long linh quy phụng là nơi xin bày tại đây. Nhà mua tấm ghé trao tay, chúng ta hãy đến sửa tiên. Thầy cho con tò mò tí xíu thầy. Cái cục này là tóc lực. Ê thầy. Đừng chạm vô, đừng chạm. Sao vậy thầy? Tính ra chạy tôi đẹp đó hơn. Đó là linh phụng của ta. Ê, chạm vô thấy lòng lành thiệt. Có sự lung linh nhẹ nghe. Số phận của tôi đó chọn đi. Số phận của số 4 tiếp nha. Hôm nay bằng số 4 mà. Tôi chọn được 3 lá. 3 lá. Đâu có vậy đi. Số 4 may mắn nè. Số 1 đi. Và số 8 cũng đáp nha thầy. Ngon. Đoán đi. Sư thù hận vì mới tập đầu gặp thầy. Con chuẩn bị quýnh thầy tới nơi. Lá bài cho thấy điều đó. Không sợ.
thầy ơi. Rồi bù nè, đầu tiên nè, đúng không nha, tâm lý đúng luôn á, gặp thầy thầy không biết mặt thầy cho bị sạch cỏ nữa. Là tôi thay anh em, tôi lấy cúp đó là đúng thầy á. Là số phận của người sao người cứ gán thầy số phận của người. Thầy giải thích coi tại sao này là ý nghĩa sao thầy? Là M là ai thầy? Mở ra một cái dây chuyền M mắt kính đen. Minh Hiếu hả? Minh Hiếu. Minh Tuấn. Minh Lâm. Ôi. Còn cái này là cái gì? Tức quá cái giờ chương trình là tôi tức hàng này. Tức quá ngày nãy giờ. Rồi, rồi thầy, con mở rồi thầy, giờ sao thầy? Giờ thấy cái sự đó giờ của mình trong ba này như thế nào? Vô nghĩa. Thật sự vô nghĩa. Đi thời gian sẽ trả lời cho người biết. Thời gian thôi. Thật sự là tôi đã phí hết 10 phút rồi, tôi gọi cái thông báo cái đó là rốt nè. Em ơi, cảm ơn thầy. Rồi con hỏi là lấy dựng như thầy nhé. Không cần. Không cần thầy. Miễn phí. Dạ, cảm ơn thầy. Nha. Yeah. Hồi nãy cái điện cười lắm. Đi ra đây, đi ra đây. Ôi, dữ phẩm hả? Dữ phẩm hả? Tụi em đã từng thử của năm nay anh em test trước rồi. Gì? Cưng. Bà nghề đã nữa. Hả? Ghê ta. Biết. Rồi. Chắc định. Cười bắt đầu. Dạ. Bỏ chuột lắm đó nha. Dạ. 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 Anh không có chuột, không có gì. Đừng gọi bỏ hết trơn. Anh cứ tự tin. Tụi em đâu tin đâu. Cái gì vậy anh ơi? Mời mẹ. Ủa vô hả? Bật mã nha, nhớ mã chưa? Khách mời đi. Rồi bé nào diễn sau cứ vậy vậy. Thì đó, đó, anh vô anh cảm nhận đi. Bé bị chút gió. Nhiều diễn dữ vậy. Ai đó? Hả? Tôi. Tên tôi à? À, Trường Giang, Võ Vũ Trường Giang, 24-83. Quê là Long Thành, Đồng Nai, quê gốc ở Tam Kỳ, Quảng Nam. Có vợ hai con. Vợ tên Trần Thị Nhã Phương. Báo vậy luôn á. Phải báo rõ ràng vậy luôn á. Tôi đâu có biết. Ừ. Chắc không đọc báo. Đó là sẽ là người sẽ có duyên. Mà sẽ được cái sự này của người trong cuộc đời này. À, à, tức là người người có duyên. Có duyên với người. Có duyên với mình. Hay còn gọi là nghiệp duyên. Nghiệp duyên. Ừ. Lựa chọn là sao? Đây. Rít Phan. Rít Phan. Rít Phan là ấy lắm nha. Hả? Có, giờ đi có duyên mà nữ lắm. Nữ lắm, vợ vợ lo lắm. Rít Phan cô, Rít Phan. Dữ à? Vợ dữ. Vậy để đâu giường cô hả? Đây là số phận của ngươi trong mùa ba. Dạ. Ngươi được chọn ba lá. Dạ. Dạ dạ, ba lá cô ha. Một nè, hai nè, ba nè, đó rồi ba lá nè. Mở ra mà đoán gì? Mở ra mà đoán rồi coi, muốn đoán gì đoán qua. Số phận và trạng thái hả? Chết cha. Ủa sao số phận mất toilet là sao? Bị bon là bị à, vô toilet thì biết rồi cô hả? Cô nói là sẽ vô toilet với cái tên này. Không, lên trước cặp toilet. Trước bóc cặp toilet. Tên trước cặp toilet rồi. Làm cặp toilet. Chết rồi, có toilet rồi. Ngồi trong toilet gào thét tên em. Mùa này có khả năng bị bón. Không phải mùa này đâu, tất cả các mùa đi đều bị hết. Ăn mì gói không mà. Wow. Ai cũng chơi toilet. Ồ. Không, cái này chắc là đau khổ buồn bã gì đó. Đau, bức rứt. Mà bên bên cô nói bị bón. À, ăn uống cực quá, không có đủ chất. Ờ, không có được. Không đủ chất nên bị tắc đường tiêu hóa. Nói những gì mình đã mở ra. Dạ, đúng rồi, cái này dự đoán. Kết luận lại á. Kết luận lại là khả năng mình sẽ được phải đi cạnh. Hoặc là trung đội. Hoặc là cái gì cũng phải nhờ sự trợ giúp. Hoặc là mình phải trợ giúp cho Chris Van. Và mình sẽ gặp những cái điều nó
khó khăn cay đắng mà không có tự mình có thể chuyển hóa được, và cũng có thể biết đâu được mình sẽ được may mắn trong những trò chơi chiến thắng mà không phải ngủ la liệt hoặc là được ăn uống nó phủ phê. Rồi cái cuối cùng là cái này là cái giống như là mình sẽ bị bất ngờ trước tất cả những điều xảy ra, hoặc là mình sẽ về đội của cô. Cô đâu có biết. Đúng rồi, thời gian sẽ đợi tất cả, nhưng riêng cô 15 phút nữa thôi. Rồi, hết giờ qua. Để giúp cho người ba điều. Dạ. Đây là 8 lá bài của ta. Người hãy chọn một lá bài, đó là địa điểm mà có thể đến trong 2 ngày 1 đêm mùa 3. Là con bạc. Con chọn là... đi, đừng có hỏi nhiều. Tại tại giới thiệu không hiểu. Đây. Đoán đi. Dạ, cái này là châu Á. Ủa gì kỳ vậy? Cái này là châu Á. Cái này có voi. Voi thì là châu Á hoặc là châu Phi. Ta thấy có nhiều con vật quá nè. Hả? Thì có mỗi con voi mà nhiều gì? Ta thấy nhiều con. Thôi mù là đúng rồi. Ta thấy nhiều con. Đây có hàng rào nè, song sắt. Tù thôi chứ mới có cái đông song sắt thôi chứ giờ sao? Dạ, hai có khấn gì không? Không còn khấn. Hết rồi, nãy khấn hết rồi đúng không? Rồi, lượt hai. Chưa, từ từ để ta nói. Đây, là năm người, tôi sẽ chọn một người. Người đó sẽ có duyên và sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp thể hiện của ngôi trong mùa ba này. Chọn đi. Hải Thư Hiều. Giữ luôn đi, ta không tính nhìn. Sao vậy? Mù mà đòi nhìn. Ủa? Rồi sao nữa? Ngươi có chịu với người đó không? Thì ai mà không chịu, Hái Thứ Heo thì chịu hơn. Ngươi sẽ phải đối đầu với Diệu Lâm. Đây là số phận của ngươi trong mùa 3. Số phận? Chọn 3 lá. Ừ. Chọn lá thứ nhất đi. Chọn lá thứ nhất đây. Ngươi đoán đi. Cái gì? Ấm ức, tức tối, cắn vải, cắn lưới. Ủa gì vậy? Nói gì nữa? Ủa thì đoán đó rồi xong rồi đúng không? Tiếp theo đây. Ồ, một người mặc áo sơ mi, mang mắt kiến, giống như em đây. Phanh ngực ra có một cái dây chuyền chữ M. Chữ M là Minh Tuấn, Minh Hiếu. Đó, đúng rồi. Chính xác. Đây. Có làm ăn, có nấu ăn. Có làm ăn với lại có nấu ăn với Minh Hiếu. Đây Minh Hiếu nè. Về với tôi nè, nấu ăn nè, xong bắt đầu cởi áo nè, rồi có cắn xé quần áo nữa, xong luôn, hiểu mùa này tôi làm gì với Minh Hiếu rồi. Chưa. Rồi. Thời gian sẽ trả lời cho người tất cả. Nam Thần Hiếu thứ hai và số phận đang đón chờ trong mùa 32 ngày 1 đêm. Cô vậy ta? À, ba à? Có thể giật giường không ha? Sao để lên bàn của ta? Mình sẽ có 3 lượt lựa chọn nha. Ngươi sẽ chọn một lá trong đây. Đó là địa điểm mà ngươi sẽ đến trong ngày 3. Chọn đi. Mập bà. Bà nhìn thẳng vào mặt con đi. Bà nhìn thẳng vào mặt con đi. Sao? Ngươi nghĩ ngươi là hot boy hả? Ngươi nghĩ ngươi là hot boy nên ngươi kêu ta nhìn nè. Rồi. Ngươi đoán đi. À. Có vẻ ngươi đi chung địa điểm với cái tên hồi nãy á. Cái này là
châu Á. Ủa gì kỳ vậy? Cái này là châu Á. Cái này có voi. Voi thì là châu Á hoặc là châu Phi. Em đi chung với anh đó anh Đúng. Em đi chung địa điểm với anh nè. Địa điểm có mấy cái con gì với cái sông sắt đó. Voi với sông sắt. Anh em mình đi sở thú. Phải đi sở thú rồi. Cũng là chọn cái bảo mật riêng người ta nữa Lâm ơi. Cái dự kiến của anh em hơn thua gì đó Lâm. Thì các em sao? Đất nha. Mới cho bụng rồi mà. Chơi bụng nó đất đâu, dính đất đâu. Chữ ký gì mà dính cái gì? Dính mà thẳng từng cuộc đời suôn sẻ quá, không có lên xuống mà. Không bị gặp gờ. Chữ ký này nè. Một chữ thập, hai chữ thập, ba chữ thập, bốn chữ thập. Chữ vậy? Bốn đường đất nét. Bốn là đất nét nữa. Là bốn kiếp nạn cho năm 2024 nè. Trời ơi. Bốn là theo tiếng ấy đó. Tiếng quá là thử à. Thử à. Trời ơi. Gửi hình cho dàn cast ký tên và cái kết bất ngờ. Thành 10 năm trước của tôi nè mọi người. Lúc mới tập tành làm YouTube. Còn ngại trước cam đồ. Cưng không? Cái gì mà giờ 1.6 tỷ một tháng rồi. Thôi. Vậy nhìn lại Riz có thấy mình dễ thương không? Dễ thương chứ. Mình thấy mình đó. Mình đã thấy mình phát triển nhiều như thế nào. Wow. Đây. Nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều lắm. Điên cuồng, tôi muốn lắm. Tôi muốn là content thôi nha. Chó đã quay tìm không ra hình xấu luôn. Chứ gì nữa, tôi đẹp mà thật lực mà, nói gì vậy? Hiếu là đẹp cô đẹp. Đẹp của một loại tài năng. Chứ gì nữa, tôi thấy hình này không do đúng thiệt lắm. Bị cà quá. Ủa này là hóp con Giang mà. Tiếp em ơi. Đây, từ từ. Em làm bên nhìn ký dữ vậy. Rồi đưa hình tôi đây, viết tôi đâu. Viết đây. Quá nhiều. Ghi gì không, có ghi gì không? Lớp du. Lớp du, lớp ơ được hả? Cái tay thỏ, cái gì vậy anh bác? Tay thỏ. Ủa là cái chữ ký này là chỉ có khi anh có biệt danh Thỏ Đen hay là đã có từ trước vậy ạ? Có biệt danh từ khi mà có biệt danh Thỏ Đen á. Là nó đổi chữ ký. Nhưng mà trước đó chữ ký anh không có con thỏ này. Dạ. Anh thấy trống quá thêm vô cho đẹp. Hợp đồng thì không thấy ký. Mà ký hình bỏ bịch me không? Này là nhìn rất là xương xẩu ha. Đẹp trai. Này là năm, lúc này là dịch. Lúc này là dịch nè. Vừa mới hết dịch. Không lẽ là đẹp thẩm mỹ. Cái này là tấm hình là mình chụp lúc mà mình mới ra album. Lúc này là ra album là đi ăn. Ra 8 giờ, lúc này là tầm chắc 7 giờ 59 chụp tấm này. Đó. Là chụp cái đăng liền. Đúng rồi, chụp đăng liền luôn. Không chụp sữa. Chữ ký của Hiếu là có ý nghĩa gì không? Hay là lúc sau khi mà mình ra mắt mình có thay đổi không Hiếu? Hay là mình nói là chữ ký từ nhỏ rồi? Chữ ký này của từ nhỏ của em là vậy rồi. Chắc là hồi năm lớp 7, lớp 8 gì đó là bắt đầu là tập ký tên. Là đã ký như vậy rồi. Tới bây giờ luôn. Không, mình thấy thoải mái như chữ ký này. Này là tấm hình chụp hôm sinh nhật. Hôm này là đi ăn. Xong rồi chụp một tấm hình như vậy. Rất là dễ thương. Cô thằng đó bị bu lại dữ vậy. Để coi được bao lâu. Mai hết giờ. Mai hết giờ. Ôi vô thường, thích nè ghét này. Ôi có ai đâu mà vui gì. Anh Hiếu ơi, nói tiếp đi anh Hiếu, kệ ảnh. Đây là một tấm hình mà cũng khá là viral trên mạng xã hội nha. Đây là tấm hình mà mình mang cái đôi giày rất là Việt Nam và bên Úc. Lần đầu tiên mình diễn bên Úc và đem theo những cái đôi giày này. Và nó tạo một cái làn sóng là mọi người mang đôi giày rất là nhiều, một cái trend rất là vui. Ây, đi qua nước ngoài diễn luôn đi. Tự nhiên cái làn sóng, đôi giày mang làn sóng giảm nhí. Ờ, qua rồi cái thời làn sóng xanh. Cái làn sóng, mang về cái làn sóng điên khùng. Ở cái đầu càng ngày càng ra đẹp đẽ gì chơi rồi. Bởi vậy những người lớn quá người ta cũng hơi khó hiểu và khó hòa nhập với lại cái cộng đồng của mình. Hiện tại cái máy quay ba con đứa bâu lại coi kìa. Đây là tấm hình chụp trong lúc quay bài Ngủ Một Mình, Tình Rất Tình. Một cái bài khá là hit của mình.
Chà đấy. Mình có thật sự biết đàn không anh? Đó, mình biết, mình biết đánh đàn, mình biết đánh đàn, đánh cơ bản thôi. Cái ý tưởng mà làm của cái version tình rất tình đó là ý tưởng của Hiếu hay là ý tưởng của ekip? Ý tưởng của mình. Tại vì thấy cái bản đầu tiên ra, thấy cái bài, cái melody, cái giai điệu rất là hay. Nhưng mà là nó cũng không có nổi lắm, nó không có viral, đó. Cái mình mới thấy là cái giai điệu mình, như này thì... Lớn mà kìa mình, lớn bằng ai mà mình, ai mình. Hãy cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi. Còn thấy cái giai điệu nó không có viral lắm nên là con quyết định con quyết định là con là tạo thêm một cái bản nữa, nó dễ nghe hơn cái bản kia. Cái bản kia nghe nó hiện đại hơn. À, bản nhạc sẽ bằng cái bản mặt đó. Ok à, đây đầy đủ tranh thủ có Hiếu ở đây á. À, thấy cộng đồng mạng khi mà Hiếu ra cái album cái bài không phải gu á, có một cái lời là không phải gu mà cái gì răng sứ gì đó, là không phải gu á, có phải là có ý định ám chỉ gì đó ạ? Cái bài đó mình viết là trong một cái lần mình đang viết, mình đang bí lyric quá, mình lên mạng mình thấy anh Lâm đó, anh Lâm anh cười hả hả, cái miệng anh quá to mò tôm đồ, xong rồi mình thấy cái hàm răng nó làm chói mắt mình quá, mình không phải viết được nữa. Cái kể từ đó là mình không thích, mình không thích là mình mới viết vô là phải gu răng sứ. Nhờ cộng đồng mạng ai đang làm răng sứ thì hãy làm một cái làn sóng tẩy chay. Có dám hả khinh thường răng sứ cho mình? Đâu, đâu khinh thường, gọi là không phải gu thôi, là răng sứ của anh Lâm. À, không thích răng, à, riêng anh Lâm à. Riêng anh Lâm à, riêng anh Lâm. Khéo đó. Trời, anh biết cái vơ đầu tiên nó viết không? Viết sao nó gửi cho em demo. À, không phải gu, mấy thằng răng sứ là mấy trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Em nói không, này đụng chạm lắm, đụng chạm lắm, đừng viết vậy, cái nó mới sợ là nó chơi. Trời ơi, có đâu. Đó. Làm đi mấy đứa, năng động lên. Hai cái chập vô đúng không? Rồi, hai cái chập vô luôn. Để anh ấy này cho. Cha cứ đứng đó. Đúng rồi. Cha cứ đứng đó cho con. Đúng rồi, hai nô tì này làm đi. Thua là tại hai người đó. Đó. Hay quá. Vậy thì anh sẽ cho bé danh đi của anh ngủ ở đây. Phụ kế anh. Chú ơi, bung bụng xuống em ơi. À. Bung chứ. Ủa, anh chết mình xin người luôn em. Đó. Trời ơi. Quá đã, tém mùng vô em. Khu nhà em ngủ mệt không giờ, ngủ mùng giờ chiếu. À, hồi nhỏ em có ngủ thôi, chứ lớn lên em đâu ngủ đâu. Ở đây có bạn nè. Được cái quạt không chạy luôn, ở tấm điện đâu chạy. Ok. Trời ơi mày. Rồi thôi ngủ rồi. Ôi trời ơi. Phê quá. Ngoài kia đang tập tuồng. Bắp ơi. Hey. Đã ha. Bắp ơi bắp. Trời ơi. Hiếu ơi. Em nghe. Ai vậy, ai gọi em? Anh nè. Ủa sao vậy? Nói cái hội chợ ngoài kia tắt đèn đi ngủ được không? Để em gọi nha, em gọi xuống. Sạc 300 hả? Bác hội chợ nghỉ ngơi đi. Đúng rồi. Tôi mà. Tôi mà. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chị xấu. Anh Giang làm gì? Anh Giang làm gì em? Sao em? Em nói đi, tụi anh làm chủ cho em. Đúng không? Anh không làm gì hết, em mới chán. Trời ơi, xuống qua đi ngủ không? Ngủ không? Còn cái hầm dưới đây nè. Đúng rồi, chui xuống hầm. Thôi, dù gì đó cũng là số phận đẩy đưa rồi. Thôi. Em chúc cả nhà thu cuộc mình ngủ ngon nha. Em. Dạ. Đã bao lâu rồi em không đi bar? Tối nay em sẽ đi bar. Ảnh ngái như tiếng nhạc thập trình thập trình. Ảnh ngái như tiếng nhạc thập trình thập trình. Bú chi mơ đừng mơ đừng mơ đừng. Ngáy dữ nha, ngáy ba đời nha. Ba anh đời về luôn. Một ngáy sao mà vậy, trời anh khó ngủ quá. Có gì nữa, ồn quá đóng cửa lại thôi. Chúc mừng ngủ ngon, bye bye. Ngủ ngon nha Jenny. Mình lúc mà mình chạy xe từ đây ngoài kia vô á, mình thấy có mấy cái kênh gì nè, hai bên là cây 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 không? Đúng rồi. Hồi xưa ông ngoại em á là tối ban đêm đi canh vườn cho người ta. Nó mà cứ hễ đi mà ngang con đường là vườn cây vườn trồng cây me. Vườn trồng cây khác nhưng mà riêng cái chỗ đó chỉ có một cây me to lắm. Thì mỗi lần bơi ngang cái chỗ đó ban đêm đi canh vườn nó sợ ăn trộm á,
là luôn bị chọi me xuống, mà cứ tối nào cũng bị chọi xuống như vậy mà không bao giờ bắt được ăn trộm. Thì ông ngoại em mới coi, người ta nói rằng là nó thật ra nó không phải là ăn trộm đâu, mà là ma cây nó chọi á, mà là ma cây nó chọi á. Mới bắt đầu mới quyết định là đi coi thôi, chặt cái me nó đi để cho cái cây me đó không cho ăn trộm cho nó để hái nữa. Thì chặt cái cây me thì trong cây me chảy máu, nguyên cây me máu không, là máu me. Sợ cây me có máu là máu me. Ủa anh Sáu, chồng rồng anh đâu rồi? Anh ngủ rồi tôi mới lén ra tiền. Anh ngáy chưa? Tôi có bỏ cái gì thuốc mê. Đi. Bây giờ mình không tém cái mùng ra để ta làm cho nó dễ không? Thì hồi nãy mà cực vậy. Tém cái mùng lên. Không, tí nữa mình vô ấy lại kiểu kia. Tém mùng lại. Ok rồi. Rồi nha. Ok. Rồi xem mình đi đâu ha. Bây giờ chúng tôi đi từ Cà Mau. Đi từ Cà Mau. Đúng. Đi ra. Chú đi đâu? Tôi đi lên thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Còn chú? Tôi về Ba Rịa. Ba Rịa bay ngay. Ông anh vô tính. Ông anh văn miếng cái tôi cười đẻ luôn á. Ủa? Chết rồi, chồng vậy rồi, sao chồng vậy rồi? Chồng đi kiếm mà đi vô đi. Chồng chị la đó. Nè, cái dây rúng không chị? Ê, nó chứ tối khỏi văn mùng được không? Nó nóng rồi. Ngày không sao đâu. Rồi, nó thiêu anh chết luôn á. Chị đâu chết rồi, tính tiếp. Ở đây trời trời thoáng mà. Mình không vô mình đâu. Cướp mấy quạt. Em có quạt nè. Đây. Mọi người vô quạt ngủ đi. Vô. Đây, có quạt nghỉ đây. Để cho anh em về ngủ đi. Không. Đây, qua kia ngủ đi. Trời nóng. Là đưa cái này lên. Ok. Mời ngủ đi. Chị nào nó bị ấy rồi, ấy xuống. Nó bị ấy rồi, ấy xuống. Thôi, cứ ấy đi rồi, chừng nào bị ấy rồi ấy. Ok. Trời ơi, ngủ mà cảnh vật hữu tình quá nè, lấp la lấp la lấp la lấp lánh, thấy không? Đây là chiếc xe giường nằm vậy chị? Chiếc xe giường nằm. Chiếc xe giường nằm. Đúng rồi, dạ. Giường nằm sao tài xế cũng nằm vậy? Tài xế phải ngồi chứ. Chỉ có khách hàng mới nằm thôi. Ngồi sao ngủ hả? Một ngồi anh. Một ngồi đúng rồi à. Đâu? Thôi ấy gì vậy? Anh dễ ngủ á, nằm cách ngủ liền rồi kìa. Vậy là ngồi sau đó. Trời ơi, chính là yêu bên tôi. Ngủ đi, mai đi học kìa mấy đứa. Ngủ đi. Ồ, goodbye. Chúc mọi người ngủ ngon. Đây là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do tự lo. Leng 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 leng. Chị làm nè Đấy, ok quá chưa? Rồi, tính chưa? Ok ha? Chị à? Chị à? Sao sức cưỡng như tự nhiên đóng vậy? Mày xạo. Em thề luôn, em vừa mới đặt cửa đóng kìa. Ủa sao cúp điện nữa kìa? Ủa là sao? Không phải tự động. Ê, cửa tự nhiên đóng đó. Có anh đó đã sụp sàn mà. Nhưng sự thật là ok ha. Ủa sao cúp điện nữa kìa? Ủa sao? Thôi Lâm ơi, vô đây nằm với anh đi. Khùng quá. Mày ồn nằm ngoài kia đây. Khùng quá, em quý anh. Lâu rồi chưa có nằm kế anh. Không mà, mà em không biết được anh Lâm. Khùng quá. Sợ cả Lâm luôn. Cái đợt mà quay phim đến giờ đã được nằm gần anh đâu. Sợ đi một khi. Em hùa cho vui thôi. Sợ mày ra lè luôn rồi kìa. Quá, mặt mày ra lè kìa. Thôi đi ngủ đi, sáng quá. Hả? Đi được nhanh quá ta. Không, mình nô đùa nãy giờ nên chạy lắm. Không, sợ đó. Nhanh, không quá. Sợ đó.
đắp mệt đừng có để hỏng giò ra ngoài nghe chưa. Mưa đi. Đang vui thì cứ nói chuyện buồn. Jennifer, hãy gọi mưa về đi. Đi thôi. Hãy gọi mưa gió bão về đi con. Anh đang ngồi ở quê là làm những cái việc ấy thật hả? Đúng rồi. Hồi và chưa live stream, chưa làm diễn viên hả anh? Để cái tay vô trong đi. Để cái tay vô trong. Thôi, thôi nha. Được rồi. Làm ơn anh cầu được, ước thấy thế này. Đó. Ngồi đây xin. Đó, nhưng mà mình còn di chuyển xa lắm. Đúng rồi. Mà với bầu trời đen hết này thì chỗ nào cũng mưa nha. Ơi. Tương lai tươi sáng. Tối nay mà mưa kiểu này mà ngủ ngoài đường nó thì ngon quá trời. Tuyệt vời. Là nghề dò cha ước lệ. Quá. Dò cha. Mất chữ hỏi à. Dò cha ước lệ. Điền bên đây mới có nè. Hồi nãy á, là đội kia lúc mà đi xuất phát á là không có máy lạnh, phải mở cửa kiến ra. Em nghĩ là đúng ra mà thua á là phải cho đi bộ. Ừ. Chứ mà đi xe là cũng mở kiến thì cũng bình thường. Bình thường thôi thời bây giờ trời này nè, ui ui cũng đâu có gì đâu, cũng đâu bị nóng đâu. Bộ hoặc là đi xe đạp. Đúng. Ừ. Đi xe đạp. Cảm giác mà mình đoàn mình đi trước rồi bốn người đạp xe đằng sau nó dễ nó thương lắm. Dễ thương thú vị. Ừ đúng rồi, nó có nhiều. Hoặc là họ chụp party hoặc chụp phán trường đi nhân đạo vậy đi. Nhưng đã quá. Mà trời mưa vậy không biết bị ướt không ta. Bài đấy của anh hai ba. Rồi hay nghe quá. Cái gì tốt ra vậy đó. Không sao bao lai chứ. Giết ra bao lai. Sao? Ok mạnh không?
Dạ. Lầy luôn. Dạ. Trời ơi, cái anh đèn nó ghê quá à. Lạnh quá đi, lạnh quá chương trình ơi, lạnh quá. Vậy em gọi câu là hay liền. Câu gì anh? Trả mạng lại cho ta. Hàng này cho ta. Mệt quá đây. Làm điên hoài. Con rồi. Con nó coi trình này nó nghĩ ba nó làm sao? Nghĩ ba liền chứ đâu. Ôi anh ơi, mưa tạt thiệt rồi. Thì mưa quá cho nên là chắc là sợ. Hả? Mưa quá không sợ lại. Không được. Nè. Ấn qua đây. Mưa rồi, mưa rồi. Để đi. Không, quay đi, quay luôn đi, quay ướt luôn. Quay ướt luôn đi. Quay đi về đâu dừng thôi không? Dừng không, dừng ướt đi. Miễn giờ dừng vui được rồi. Vui không? Vui. Vui quá trời. Vui. Anh vừa tạm bên đây rồi, nó không tạm bên đây thôi, xịt bên đây đi. Xác qua phải nè, xác qua phải nè. Ok. Ok, ok. Ướt bên này. Trời ơi, bên này không ướt lắm, bên này không ướt lắm. Nghe ra chùa này, chùa của em đấy. Chiều nay anh lại tranh giành. Đây là bác tài xế cho mình một cái khăn. Được lắm. Xe đó anh. Xe cho đường đau đầu. Đâu có biết. Rồi. Có mùi hương nha. Giao lưu với xe bên kia kìa. Hai. How do you do? Hả? How do you do? Có cần làm cho ta sợ không? Đó mà đó. Qua đi chơi. Đi không? Hôm nay hôn lầy luôn. Đi không? Nhìn về. Xem hóa dần. Hỏi sợ hỏi chạy đâu. Mày! Đèn luôn! Nào, tao! Sao hỏi là đúng cái đèn? Rồi mất mất đèn là em đúng không đó? Vion, phiên bản toàn cầu. Miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.